Xin chào các bạn đã đến với kênh Dâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món lẩu bao tử nấu tiêu. Thêm món ngon chế biến từ bao tử dạ dày với cách nấu không quá khó. Mình có nồi lẩu nóng hổi, vị thơm, cay nhẹ của tiêu cùng sợi mì dai, mềm, sần sật của bao tử. Có thể là món lai rai cũng rất hấp dẫn. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có một cái bao tử heo khoảng 800g, đuôi heo 2 cái, tiêu xanh, tiêu đen, tỏi, gừng, củ cải trắng, hành tây, hành tím, hành lá. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên, sẽ lấy bao tử cho qua cái thau để sơ chế. Mình sẽ lộn mặt phía bên trong ra ngoài. Rồi, lấy bột gạo khoảng 1 chén ăn cơm cho hết vô. Và xoa bóp đều cho cái lớp nhớt của bao tử hòa quyện chung với bột sẽ được sạch nhớt hơn. Sau khoảng chừng 2 phút hơn, mình bóp với bột gạo và tiếp tục xả nước vô, ngập với bao tử luôn để mình rửa lại. Mình cứ rửa như vậy 2 nước để cho sạch nhớt là được. Tiếp tục lấy một trái chanh cắt lát, vắt nước cho vô. Thêm một muỗng cà phê muối đầy. Và xoa bóp bao tử trong hỗn hợp chanh muối để khử bớt mùi hôi. Tiếp tục lấy dao cạo để cho sạch những cái mảng bám và làm sạch nhớt hơn nữa. Mình sẽ xả lại 2 nước là được nha. Tiếp tục mình có chuẩn bị một nồi nước khoảng 2 lít, lấy nhánh gừng khoảng 30g đập dập hoặc giã nhỏ cho hết vô. Muối 1 muỗng cà phê. Cho đuôi heo vô để mình trụng. Thêm bao tử cho vô trụng chung luôn. Nước sau khi mình đã để sôi như vậy được 3 phút hơn, sẽ lấy bao tử và lấy đu ra luôn. Cho qua thau nước nguội. Tiếp tục xả rượu đuôi heo dưới vào nước sạch nhẹ như vậy để trôi những cái cặn bám đi. Phần bao tử tiếp tục mình lấy dao cạo sạch những cái mảng bám còn sót lại. Dùng kéo cắt đôi bao tử ra để lát nữa mình sẽ cắt nhỏ cho dễ. Cắt xong rồi, mình sẽ rửa lại thêm một nước cả mặt trong mặt ngoài. Tiếp theo lấy 2 củ hành tím, 3 tép tỏi cắt nhỏ. Lấy hết hành tỏi cho qua chảo. Thêm 2 muỗng canh tiêu đen. Bật lửa canh mức độ trung bình, mình sẽ rang thơm hỗn hợp hành, tỏi và tiêu. Sau khoảng chừng 3 đến 4 phút hơn, tiêu khi đó đã lên hương thơm và nổ lắp bắp cùng với hành tỏi đã có cái độ cháy cạnh, sẽ tắt bếp. Và lấy hạt tiêu ra khoảng một nửa. Cho qua cối. Còn lại bao nhiêu mình sẽ trút hết qua nồi đuôi heo. Và lấy củ cải trắng cắt đoạn dài cỡ 4cm. Rồi cho qua nồi xương đuôi heo. Một củ hành tây chẻ đôi. Cho vô chung luôn. Lấy 3 dây tiêu lớn khoảng chừng 30g cho vô túi ni lông. Rồi đập dập dập. Mình sẽ cho vô túi đập như vậy giúp cho đỡ bị văng sẽ được nhanh hơn. Đó, mình chỉ cần đập dập dập, khi đó hạt tiêu rớt ra khỏi cuốn, mình sẽ lấy bỏ những cái dây tiêu này đi. Lấy ra khoảng một muỗng canh cho qua nồi xương đuôi heo, còn lại mình để riêng lát nấu sau. Và tiếp tục lấy nước lọc chế vô khoảng 3 lít. Khi nước vừa sôi có bọt nổi lên trên, mình sẽ hất sạch.
Sau khi hớt sạch bọt xong rồi, mình sẽ giảm lửa xuống vừa, trung bình và canh thời gian nấu 1 tiếng để cho xương đuôi heo ra cái nước ngọt cùng các gia vị, ra cái hương thơm. Khi đó mình sẽ lấy nước này để nấu lẩu và sẽ nêm nếm vô sau. Tiếp theo mình sẽ giã dập hạt tiêu rang. Như vậy là được rồi. Lấy bao tử ra, cắt lát với độ dày khoảng chừng 0,5cm. Mình sẽ cắt bao tử dày một chút xíu để khi mình ăn có cái độ giòn sực sực cho ngon. Còn lại một củ hành và hai thép tỏi, mình sẽ cắt lát mỏng hết và băm chung. Lấy ra khoảng một nửa, đem qua ướp bao tử. Còn lại để riêng, lát nữa sẽ nấu sau. Rồi bây giờ mình sẽ ướp vô bao tử tiêu rang giả dập một muỗng canh đầy. Tiêu xanh còn lại khoảng một muỗng canh, cho hết vô luôn. Nước mắm 2 muỗng canh. Hạt nêm 1 muỗng cà phê. Đường 1 muỗng cà phê. Trộn đều lên. Mình sẽ ướp trong bao tử với lượng tiêu hơi nhiều một chút cùng với nước mắm như vậy, giúp cho bao tử có cái hương thơm, khi nữa mình nấu sẽ đậm đà, hấp dẫn hơn. Cứ trộn mà thấy tất cả các gia vị bám đều lên bao tử là được. Mình sẽ canh thời gian ướp khoảng 15 phút để cho thấm. Sau khoảng 15 phút sẽ bắt chảo lên và cho vô khoảng 3 muỗng canh vô ăn. Lượng hành tỏi băm còn lại cho hết vô. Để lửa lớn phi thơm. Khi hành tỏi vừa lên hương thơm và chuyển sang màu vàng nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bao tử cho vô để xào. Tiếp tục để lửa lớn, xóc nhanh tay liên tục để cho bao tử áo lớp dầu hành tỏi, tăng cái hương thơm hơn nữa. Đã, sau khoảng thời gian chừng 6 phút hơn mình xào trên lửa lớn, thì lúc này bao tử cũng đã thấm thơm lắm rồi. Không hề có nước, như vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp để đây, lát nữa sẽ cho qua nồi lẩu nấu sau. Quay lại nồi xương đuôi heo mình hầm như vậy cũng được 1 tiếng hơn rồi. Hành tây, củ cải, tỏi cũng đã mềm. Mình sẽ vớt hết ra. Cái mùi của hành tỏi cùng với hạt tiêu khi mình rang lên rồi cho vào nấu chung, tỏa ra cái hương rất hấp dẫn luôn. Vớt xong, mình sẽ lấy hết đuôi heo sang qua nồi khác. Rồi tiếp tục lọc nước qua nồi. Với lượng nước sau khi mình sang qua nồi bao nhiêu đây thì khoảng chừng 2,5 lít nước. Với định lượng một cái bao tử khoảng chừng 800g thì mình canh lượng nước như vậy cùng với hai đuôi heo nữa là vừa. Nếu như mình thích nước nhiều thì cũng có thể châm thêm nước nóng khoảng chừng 1 tô nữa là được. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hết bao tử xào lúc nãy cho vô. Ban đầu thì mình đã có ướp gia vị phía bên trong bao tử. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm vô để tăng cái độ đậm đà của nước lẩu luôn. Thêm hạt nêm 1 muỗng canh. Muối 1 muỗng cà phê. Đường 2 muỗng canh. Bột ngọt nửa muỗng cà phê để cân bằng cái độ mặn của muối. Nước mắm 1 muỗng canh. Tiếp tục mình sẽ cho thêm đậu hũ và huyết vô để ăn kèm. Mình có thể cho vào hoặc là không cho cũng được. Sau khi nêm nếm xong và nấu như vậy khoảng 6 phút hơn, mình sẽ cho hành lá các đoạn vô để tăng hương thơm. Thêm ít tiêu xanh nữa. Tiêu rang 1 muỗng cà phê đầy để có cái hương thơm và có cái độ cay nhẹ khi mình ăn sẽ được ngon hơn. Nấm rơm hoặc là các loại nấm nào mình thích để cho vô ăn kèm cũng được. Thêm một món ngon từ bao tử giới thiệu đến các bạn cùng tham khảo. Lâu ngày có thể là món lai rang hoặc lâu lâu đợi bữa cho gia đình, mình nghĩ cũng đều tuyệt và hấp dẫn lắm luôn. Bây giờ mình xin mời các bạn. Bao tử cũng đã có cái độ chín rồi và lúc dọn ra mình cứ để lửa sôi lăn tăn như vậy, ăn tới đâu sẽ gấp ra tới đó. Cái mùi của hạt tiêu khi sau khi mình rang xong rồi giả dập dập vô và nấu như vậy là thường thơm, rất hấp dẫn luôn. Thì xin mời các bạn nha.
Nồi lẩu đang sôi nóng hổi như vậy, ăn tuyệt lắm luôn. Bao tử ăn có cái độ giòn, sực sực, kết hợp cùng với sợi mì dai, mềm, cùng nước lẩu đang nóng hổi nữa. Có cái vị thơm cay nhẹ của tiêu, rất đậm đà. Video clip mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ, xin chào và tạm biệt các bạn. Mình sẽ ăn thêm nữa nè.